bài hát hạt gạo việt nam phản biện và sự đa dạng trong âm nhạc bài hát hạt gạo việt nam đã thu hút sự chú ý rộng rãi nhưng cũng không tránh khỏi những ý kiến phản biện đáng kể một số quan điểm nêu ra có thể giúp chúng ta nhìn nhận một cách cân nhắc hơn về tác phẩm này mối quan tâm độc hại về hình ảnh nông dân phân biệt quá đà có ý kiến cho rằng bài hát đã lãng mạn hóa hình ảnh nông dân tạo ra một tượng hình quá mức lý tưởng và không thực tế về cuộc sống nông thôn điều này có thể tạo hiểu lầm về sự khó khăn và thách thức thực tế mà người nông dân đang phải đối mặt cảm xúc quá lên cao rủi ro mất cân bằng cảm xúc một số người cho rằng cảm xúc trong bài hát có thể quá lạc quan và tích cực điều này có thể làm mất đi sự cân bằng và hiện thực khiến người nghe khó chấp nhận một cách tự nhiên khả năng tiếp cận hạn chế ngôn ngữ và văn hóa bài hát sử dụng ngôn ngữ và yếu tố văn hóa có thể tạo rào cản cho một số đối tượng người nghe những người không thể hiểu đầy đủ thông điệp có thể cảm thấy bị loại trừ sự hạn chế trong việc thể hiện sự đa dạng giới hạn về phong cách âm nhạc mặc dù kết hợp giữa nhạc truyền thống và rap bài hát vẫn giữ một số hạn chế trong việc thể hiện sự đa dạng âm nhạc điều này có thể không đáp ứng đầy đủ mong đợi của mọi người nghe tóm lại bài hát gạo việt nam đã tạo ra sự quan tâm nhưng cũng đối mặt với những phản biện về việc hiện thực hóa hình ảnh nông dân cảm xúc và khả năng tiếp cận sự kết hợp giữa nhạc truyền thống và rap cũng đặt ra những thách thức về sự đa dạng trong thế giới âm nhạc khía cạnh tích cực đồng hóa hình ảnh nông dân mặc dù bài hát tôn vinh công việc của người nông dân nhưng có thể bị chỉ trích vì đồng hóa hình ảnh họ việc đặt họ trong một khung cảnh quá lãng mạn có thể làm mất đi sự đa dạng và thực tế của cuộc sống nông thôn lối nhìn thiên quan đến một khía cạnh bài hát nhìn nhận một góc độ tích cực về công việc sản xuất gạo nhưng có thể tránh không nói đến những vấn đề khác như điều kiện làm việc giáo dục và y tế trong cộng đồng nông thôn khía cạnh hạn chế ngôn ngữ và sở thích người nghe lời rap và âm nhạc không phải là sở thích của mọi người bài hát có thể gây khó khăn trong việc kết nối với một phạm vi rộng lớn người nghe đặc biệt là những người không quen với thể loại nhạc rap khả năng hiểu thấu ý nghĩa một số người có thể không thực sự hiểu thấu ý nghĩa của bài hát do ngôn ngữ và ngữ cảnh đặc trưng của rap điều này có thể làm giảm hiệu quả truyền đạt thông điệp của tác phẩm sự kết hợp nhạc truyền thống và rap nguy cơ mất chất truyền thống khi kết hợp giữa nhạc truyền thống việt nam và rap có nguy cơ mất đi sự chân thực và đẹp đẽ của cả hai thể loại. Sự kết hợp phải được thực hiện một cách cân nhắc để không làm mất đi giá trị truyền thống. Sự nổi bật trong hai thế giới âm nhạc, bài hát có thể đối mặt với khó khăn khi cố gắng tỏa sáng trong cả thế giới âm nhạc truyền thống và rap. Sự kết hợp cần phải giữ được sự độc đáo và hấp dẫn trong cả hai môi trường này. Bài hát Hạt gạo Việt Nam không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mang thông điệp tích cực mà còn là một tác phẩm phản ánh những thách thức của việc kết hợp giữa nhạc truyền thống và rap việc chú ý đến những khía cạnh không hoàn hảo này có thể giúp tác phẩm phát triển và kết nối mạnh mẽ với một đối tượng người nghe đa dạng hơn